Phật lực quang minh. Hoa Nghiêm tạng ẩn tàng vô số tâm pháp, nhưng Phật lực tâm pháp mới chính là vi diệu vô thượng pháp với phương pháp quán niệm chân khí, có gián âm thanh, nhịp nhàng với hơi thở của vũ trụ. Và biết thấu nhỏ quang minh tạng, nhỏ như những lân hư trần, rồi thì phóng hào quang tới tận cùng của vũ trụ vô biên. Mỗi chúng ta là mỗi viên mani, toàn thân báu ngọc, kim cương bất hoại, tự phát ánh sáng. Nhưng chúng ta chưa biết phóng quang từ đầu cho đến chân đấy thôi. Như đã nói ở trên, tuyệt kỹ của Hoa Nghiêm là phép phóng quang. Hoa Nghiêm cũng chính là quang minh tạng có tốc độ nhanh hơn cả tỷ tỷ lần so với tốc độ của ánh sáng. Vừa mới đây năm 2022, Đức Phật vừa phóng quang trong vũ trụ qua hình ảnh ngoạn mục mà viễn vọng kính không gian Hubble ghi lại. Nó trông như một tia laser sắt bén cắt ngang bầu trời, ngăn đoạn kim cương. Kết quả cho thấy tia laser đó thực ra là một luồng khí siêu thanh cực mạnh, tương tự như tạng quang minh trong kinh Hoa Nghiêm. Theo tờ Space, cấu trúc kỳ lạ dạng tia laser là một luồng phản lực mạnh mẽ đến từ vật thể Herbig Haro, một mảng khí ánh sáng như sương mù bao vây lấy ngôi sao mới sinh. ESA cho biết khu vực ghi nhận tia laser kỳ lạ gọi là HH34, cách trái đất khoảng 1.250 năm ánh sáng và nằm trong tinh vân Orion nổi tiếng, nơi Hubble hướng ống kính vào trong suốt nhiều thập kỷ. Orion gây chú ý vì những vườn ươm sao màu mỡ và cũng là những vườn ươm sao gần trái đất nhất. Tia laser lạ bản chất không phải là laser, mà là một luồng năng lượng mạnh mẽ mà một ngôi sao vừa sinh ra, chưa hoàn toàn thành hình đã phát ra. Tia năng lượng đâm xuyên qua đám mây khí với tốc độ siêu thanh, đốt nóng khí trên đường đi nên tạo ra ánh sáng rực rỡ. Tia laser vũ trụ này sẽ tồn tại trong thời gian khá ngắn. Các nhà nghiên cứu từ ESA cho rằng đây là một trong những hiện tượng ngoạn mục nhất từng được quan sát trong Milky Way, thiên hà chứa trái đất. Việc nghiên cứu về nó sẽ cung cấp nhiều chi tiết thú vị về cách một ngôi sao non trẻ trải qua giai đoạn tiền sao dần dần thành hình trong thế giới Hoa Nghiêm. Thêm sau đây là vài dẫn chứng kiêm nhượng mà kinh Hoa Nghiêm đã diễn tả về vô số thế giới hải trong vũ trụ mà bây giờ khoa học văn minh vừa mới tái khám phá. Khoa học chưa thể thấy được vô số chúng sinh trong những thế giới khác chiều đó vì khoa học chưa chế tạo ra được viễn vọng Phật nhãn kính. Nhóm khoa học gia từ ETH Zurich, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, khẳng định trong hai hệ mặt trời khác gần trái đất nhất phải có hành tinh đá quý, có thể sống được và đã thiết kế ra chân dung cơ bản của nó. Trái đất Alpha Sen, cách chúng ta chỉ 4,37 năm ánh sáng. Khoa học vừa phát hiện ba hệ thống hành tinh trong vũ trụ đang hình thành quanh hai ngôi cặp sao SVS13 đang làm giới khoa học ngạc nhiên trong thú vị bởi sự kết cấu cùng dấu hiệu của sự sống. SVS13 nằm cách chúng ta 980 năm ánh sáng với các cấu trúc khí và bụi phức tạp xung quanh. Mà theo nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn Anna Kala Diaz Dozige từ Viện Vật lý Thiên văn Andalusia, Tây Ban Nha và trung tâm khu vực Alma thuộc Đại học Manchester, Anh là những đĩa tiền hành tinh. Không phải một mà có tới ba đĩa tiền hành tinh với những hành tinh non trẻ đang dần hình thành xung quanh hai mặt trời này. Mỗi ngôi sao sở hữu riêng một hệ hành tinh, thêm vào đó là một hệ hành tinh lớn đang được hình thành quanh cả hai ngôi sao. Trước đây người ta cho rằng hệ sao đôi tạo ra một môi trường phức tạp hơn về trọng trường, thù địch hơn với quá trình hình thành hành tinh. Nhưng có lẽ SVS13 đem đến bằng chứng trái ngược. Theo Science Alert, SVS13 nằm trong một đám mây phân tử hình thành sao là Perseus, rất trẻ
và có nhiều điều kiện để tạo ra các thế giới mới. Cả hai ngôi sao có khối lượng tương đương mặt trời, được khóa vào nhau với quỹ đạo chỉ cách 90 đơn vị thiên văn, tức 90 lần khoảng cách mặt trời đến trái đất. Dữ liệu 30 năm quan sát của nhóm nghiên cứu còn cho thấy dấu hiệu của các phân tử hữu cơ phức tạp, tiền thân của các khối xây dựng sự sống, đang lang thang trong các đĩa tiền hành tinh. Điều đó cho thấy một sự kiện giống với quá khứ giả thuyết của trái đất. Mầm sự sống có sẵn trong đĩa tiền hành tinh, chỉ đợi đáp xuống các hành tinh non trẻ nằm ở vị trí phù hợp trong vùng sự sống của các ngôi sao. Vì vậy, việc nghiên cứu các hệ hành tinh này có thể giúp giải đáp nhiều bí ẩn về chính chúng ta. Bài nghiên cứu vừa được phê duyệt bởi The Astrophysical Journal sẽ được công bố trong số sắp tới. Thế giới hoang nghiêm là thế giới của quang, của âm, của điện, của năng lượng, của nguyên tử, của vũ trụ vi mô. Hoang nghiêm mô tả kiến trúc và cấu tạo của vũ trụ, của không thời gian, của khoa học vật lý, của thiên văn, của toán học, của Artificial Intelligence, AI, của Quantum Physics và Quantum Mechanics, của những hạt lượng tử, của vô lượng lân hư trần trong những cõi không gian đa chiều. Khoa học đang nghiên cứu về thế giới vi mô của Quantum Mechanics trong phòng thí nghiệm. Hy vọng một tương lai rất gần, những phật tử khoa học ra sẽ thành công trong công trình cấu tạo được vũ trụ hoang nghiêm trong những hạt nguyên tử, vũ trụ trong hạt lân hư trần. Vậy mà 2.500 năm về trước, trong Đại hội Vũ trụ Hoang nghiêm, Đức Thế Tôn đã phóng quang cho chư Bồ Tát nhờ vào Phật lực để đi vào thế giới hoang nghiêm vi trần. Trong vô lượng thế giới đó, ẩn tàng vũ trụ với không gian vô tận, vô lượng vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong vô lượng thế gian giới, cảnh giới của thế gian, của hoang nghiêm, trong những hạt lân hư trần, còn nhỏ hơn cả một phần tỷ triệu lần của đầu sợi lông. Thế giới hoang nghiêm là thế giới của vô tự nhân kinh, thế giới của thần thông. Ngôn ngữ của hoang nghiêm còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Hoang nghiêm tạng ẩn tàng muôn vàn ánh sáng chói lọi, cuộn lẫn nhau, tỏa ra ánh hào quang, tạo thành những vi diệu âm như những cung điệu vô thanh. Tóm lại, như đã trình bày ở trên, tất cả triệu triệu nhân văn tự trong kinh Hoa Nghiêm chỉ cần tóm gọn trong một chữ quang. Tạng quang minh. Tạng là chữ Hán Việt. Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích chữ tạng là tàng, tức ẩn. Tuy nhiên, nghĩa đen của chữ tạng chứa đựng dấu trong danh từ kép quang minh tạng không hoàn toàn đúng với nghĩa bóng của ý kinh ở trong vài trường hợp trong kinh Hoang Nghiêm. Tripitaka là ba phần cốt tủy của kinh tạng: Sutra Pitaka, Luật Tạng; Vinaya Pitaka, Luận Tạng; Abhidhamma Pitaka, Phật giáo Nguyên Thủy gọi là Ati Đạt Ma hoặc Vi Diệu Pháp, chứa đựng các kiến thức về tâm. Tripitaka cũng chính là ba phần cốt tủy của quang, vật chất và năng lượng qua công thức như sau: E bằng M nhân với C mũ N, trong đó N bằng cộng trừ 3, 4, 5 đến vô cực. E là năng lượng, Phật lực. M là khối lượng hay sắc. C là tốc độ ánh sáng, tức quang. Tam muội Samadhi chân hỏa là một phần của Phật lực, là bổn nguyên linh khí của vũ trụ. Điều này cũng cho thấy du hành trong không gian vượt thời gian nhanh hơn tốc độ của ánh sáng không còn là điều không tưởng. Và thuyết tương đối và công thức năng lượng nổi tiếng của Einstein, thay vì E bằng M nhân với C bình phương, theo tôi có thể hoàn chỉnh lại là E bằng M nhân với C mũ N. Những điều kiện như trên, những thần thông Phật lực có khả năng biến hóa thành tất cả những điều kỳ lạ trong thế giới của hoang nghiêm bằng cách nhập vào một loại tam muội nào đó. Những thần thông Phật lực ấy là: 1. Gia trì lực Adithana, năng lực ban bố cho Bồ Tát để thành tựu mục đích của đời sống. 2. Thần thông lực Vikuvita, năng lực tạo ra các phép lạ. 3. Uy đức lực Anubhava. 4. Túc nguyện lực Puva,
Pranidhana, năng lực bản nguyên. 5. Túc thế thiện căn lực Puvasuk Takusalamula, năng lực của những thiện căn trong các đời trước. 6. Thiện tri thức nhiếp thọ lực Kalyana Micha Parigraha, năng lực tiếp đón hết thảy bạn tốt. 7. Thanh tịnh tính trí lực Sraddhaya Jina Visuddhi, năng lực của tín và trí thanh tịnh. 8. Đại minh giải lực Udarat Dimuttiya Vaba Sapratilamba, năng lực thành tựu một tín giải vô cùng sáng suốt. 9. Thú hướng bồ đề thanh tịnh tâm lực Bodhisattva Dhyā Sayā Parisuddhi, năng lực làm thanh tịnh tâm tưởng của Bồ Tát. 10. Cầu nhất thiết trí quảng đại nguyện lực Adi Sayā Savaji Nataprani Dana Prathana, năng lực khiến nhiệt thành hướng tới nhất thiết trí và các đại nguyện. Quang tạng tia sáng, kể cả những tia từ ngoại tuyến vô sắc qua lục nhãn, có âm quang tạo ra điện, bộ tạng của năng lượng, và điện tạo ra âm. Khoa học lầm tưởng trong âm không có quang, nhưng bây giờ khoa học biết đi từ quả cho tới nhân, và đã khám phá ra từ âm có thể tái tạo ra quang. Đơn giản, những quang âm, năng lực điện tử này vẫn tiếp tục viễn thông từ vô thủy cho đến bây giờ và tới vô tận trong vũ trụ muôn chiều, đúng như tinh thần của Hóa Nghiêm. Cho nên chữ tạng ngoài nghĩa đen là tạng, nhưng ở trong vài trường hợp phải dịch theo nghĩa bóng là chữ tia, sáng hay ray trong tiếng Anh. Dĩ nhiên từ điển Trung Hoa chưa có biết chữ tạng, ngoài nghĩa đen là tạng cũng nên dịch là ray tiếng Mỹ, vì đa số tàu hiện đại cũng như là giới trẻ Việt Nam không thèm đọc Hoa Nghiêm để biết tạng là tàng hay tia. Thêm nữa, đa số những thượng trí thức khi giảng thuyết về đoạn kinh văn này vẫn còn chướng ngại khi họ cố gắng giải thích về câu chuyện Đức Phật phóng quang từ đầu ngón chân, chỗ được cho là thấp kém trong cơ thể của con người. Họ không biết nội thần lực đi từ đâu, qua ngũ quan, đến chân, từ nhâm mạch tới đốc mạch, qua kỳ kinh bát mạch, cùng tứ chi qua những ngón tay và những ngón chân, như trong chuyện Trưởng lục mạc thần kiếm của Kim Dung. Hào quang tạng tỏa ra trong kim thể của Đức Phật gồm có 6 màu sắc: màu huyết dụ, sáng bạc, ánh sao từ trong xương, đỉnh đầu, trán, tai, mắt, mũi, họng, ngón tay, ngón chân, v.v. của Đức Thế Tôn. Hơn nữa, ai dám quả quyết Tỳ Lô Giá Na Phật có diện mục, có ngũ quan, có chân thay? Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni phiên âm từ Sakyamuni, vì Ngài là Phật lịch sử. Chứ Tỳ Lô Giá Na Phật Vairocana, Vaha Vairocana hay cổ Phật Dipankara là những tên nào đây? Tên Như Lai Ấn Độ, Như Lai Mỹ, Như Lai Tàu. Những cổ Phật này làm gì có diện mục để chúng nhân sinh vô minh trông mặt mà bắt hình dong? Thấy chư Phật sang bắt quàng làm họ, chấp vào sắc tướng, dám thượng mạn, gán cho những cái tên tầm thường của những con vật người. Mấy ai kiến được Như Lai kim sắc thân? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Tuy nhiên trong Kinh Kim Cang, Phật cũng đã dạy pháp chi kiến Phật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến trừ tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Kiến giác được bản lai diện mục của mình thì sẽ chi kiến Phật. Các pháp đều hư vọng vì chúng vô tự tính. Đức Phật đã dạy: này tỳ kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng thời thuộc về chân đế Niết Bàn? Kinh Trung Bộ, 140 kinh giới phân biệt, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quốc sư Thanh Lương tên Trừng Quán, tự Đại Hưu, người Cối Kề, họ Hạ Hầu. Sinh vào thời vua Đường Huyền Tông, niên hiệu Khai Nguyên 713-741, năm Mậu Dần 738. Ngài sống qua hai đời nhà Tùy và nhà Đường, với 9 triều đại,
làm thầy của 7 vị hoàng đế Trung Hoa. Trước khi viết bộ Sớ Sao, quốc sư Thanh Lương không chắc là mình thông tuệ Hoa Nghiêm. Ngài cầu nguyện chư Phật cùng chư Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội gia bị giúp đỡ phù hộ ngài. Có một tối, ngài nằm mộng thấy trên đỉnh núi đều biến thành màu vàng kim. Khi tỉnh mộng, ngài biết đó là quang minh biến chiếu. Quốc sư Thanh Lương đã được Đức Phật phóng quang truyền cho ngài Phật lực để ngài có thể phân tán lượng tử đi xuyên qua lỗ sâu, đi vào thế giới vi trần của Hoa Nghiêm lượng tử. Từ đó về sau, quốc sư Thanh Lương viết Hoa Nghiêm Sớ Sao vô cùng thuận lợi, chẳng cần phải nỗ lực suy tư gì cả. Thông thường khi viết văn, phần nhiều chúng ta phải suy nghĩ để viết từng câu từng lời, còn ngài không cần phải suy nghĩ, viết nhanh tựa như chép bài vậy. Đúng như vậy, vì quốc sư Thanh Lương đang làm thư ký đánh máy cho đại hội, nghe gì đánh nấy, không cần hiểu, đánh trước hỏi sau. Quốc sư Thanh Lương cũng là phóng viên báo chí có uy tín, được mời lên để tường thuật đại hội vũ trụ Hoa Nghiêm. Tuy nhiên ngài chưa được phép phỏng vấn chư Phật và Bồ Tát, cho nên ngài chưa thật sự mở mắt chiếu kiến được Hoa Nghiêm bằng Phật nhãn. Trải qua 4 năm, quốc sư Thanh Lương đã chú giải hoàn toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi viết xong, ngài lại nằm mộng, cũng không quyết chắc có phải là mộng hay không, nhưng ngài đã thấy một cảnh giới như vậy nên có thể tạm gọi là mộng. Ngài mộng thấy mình biến thành một con rồng, rồi từ con rồng ấy lại biến thành nghìn nghìn vạn vạn vô lượng vô biên con rồng như thế, bay đến những thế giới khác. Đó là quốc sư Thanh Lương đã thật sự thấy được rốt ráo cảnh giới của Hoa Nghiêm. Mọi người đều cho rằng đó là biểu trưng cho ý nghĩa của sự lưu thông, hay đúng ra ngài đã nhờ Phật lực nên khai Phật nhãn thông, chiếu tạng quang minh ra 10 phương tới tận cùng của thế giới. Ngài là Hoa Nghiêm hay Hoa Nghiêm là ngài? Tam Tạng Đại Sư Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, sau khi giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài rất là trung hậu, đúng với cung cách của một cao tăng, không dám quả quyết mình là giảng hoàn hảo và hoàn toàn đúng với tinh thần Hoa Nghiêm. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói: nay chỉ giảng một cách đơn giản về nghĩa lý đại cương, người nào muốn hiểu sâu hơn thì tự mình phải dụng công và nghiên cứu. Đến cả việc tôi giảng có hoàn hảo hay không tôi cũng không biết, và tôi cũng không hy vọng là hoàn hảo hay không hoàn hảo. Nay tôi giảng cũng là không giảng, quý vị nghe cũng như chưa nghe. Không nghe không giảng, đó mới là diệu pháp chân thực. Diệu pháp không cần giảng cũng không cần nghe này, nếu quý vị rõ được thì thời gian 6 tuần lễ không trôi qua vô ích. Quả đúng như vậy, Hoa Nghiêm không thể giảng bằng ngôn ngữ âm thanh của nhân sinh. Hoa Nghiêm không thể nghe mà ngộ, phải vào Hoa Nghiêm mới chiếu kiến được vũ trụ vi trần. Sau đây là một số danh từ xưa không còn thông dụng hiện nay, tuy nhiên chúng ta thường thấy nhàn nhản trong kinh Hoa Nghiêm. Lời Sớ Sao kinh Hoa Nghiêm chép rằng: với những chỗ mà hoa sen nó ngậm hột sen đó thì gọi là tạng hay tàng, nghĩa là kho hay chứa. Các sát chủng, tức thế giới chủng, và các Phật sát, tức Phật quốc, là tỉ những chỗ hàm tàng của hoa sen lớn, nên bảo là hoa tàng. Với trong hoa tàng có mỗi mỗi cảnh giới nào cũng đều có những thanh tịnh công đức nhiều như số sát hải vi trần, nên nói là trang nghiêm. Với thế giới thì số nhiều vô biên, thể lượng sâu rộng, không thể xét lượng đặc, nên gọi là hải. Chứa nhiều thế giới chung ở trên một mani vương lên hoa để thâu nhiếp các lưu loại, nên gọi là chủng. Gom chung các tạng trong hoa tạng đây, tức là nhất tâm chân như của các Phật trong cõi không, vô cùng đại nguyện là phong luân để duy trì nước biển đại bi, này nở vô biên hạnh nghiệp, rỡ tốt như hoa, là Phật sát, tức Phật quốc độ. Vốn bởi tâm ấy sẵn đủ vô biên công đức diệu trí, nếu phi thật hành vào cửa vạn hạnh vô biên thì không do đâu để tỏ dạng ra đức và trí kia. Nên chư Phật công hạnh đã cùng tận, trí đức đã cao cực, thì toàn thể bày ra những tướng vi diệu của công đức hoa tạng nhiều đến vô biên. Song với lý lẽ mà rất vi diệu khó suy nghĩ ấy, thì duy có Phật Thích Ca và chư Phật mới có thể xét hiểu được cùng tận, nên gọi là huyền. Đối với hoa tạng, từ trong trí ngoài với mỗi mỗi mảy trần đều đạt được, với mỗi mỗi pháp đều thông suốt, nên gọi là môn.
chính nơi huyền môn ấy chúng sinh vốn sẵn đủ. Nếu giác ngộ rồi lo tu, thì toàn thể nó rõ bày ra cái tâm bình đẳng của chư Phật, nên nói là đồng đăng hoa tạng huyền môn. Chỉ nói hoa tạng thì đâu chẳng phải là tỷ lô tánh hải, vì tánh hải vô biên đấy, nó hàm ở trong cái hư không vô biên. Bởi hư không vô cùng vô tận, thì ngoài hoa sen lớn ra, hẳn còn có vô cùng tận những bông đại liên hoa tạng nữa, để làm trang nghiêm đủ rõ rồi. Dường như cái võng bằng châu ngọc của Đế Thích, mỗi một viên ngọc ánh chói, nó đến với nhiều viên ngọc. Như thế mỗi mỗi viên ngọc ánh chói lẫn nhau, mỗi mỗi viên châu gồm thâu lẫn nhau, mà vẫn cũng chẳng tăng chẳng giảm, hòa lẫn hoàn toàn, không hề cùng tận. Thế thì đâu chẳng là nói rõ tâm đức rộng lớn vi diệu, rất khó suy nghĩ du. Kinh Lăng Nghiêm nói: hữu lậu vi trần quốc, giai y không sở sinh, không sinh đại giác chung, như hải nhất âu phát. Thế giới hữu lậu nhiều như bụi, đều nương sinh khởi giữa hư không. Hư không sinh khởi trong lòng Phật, ví dường cục bọt nổi giữa biển. Lại cổ đức nói: tâm dung diệu lý hư không tiểu, tâm lẫn lẽ màu hư không nhỏ. Thế thì cõi hư không đã vô cùng ta khó nghĩ được, mà hư không hãy còn ở trong tâm chân như của chúng ta, thì với cái tầm ấy, há chúng sinh chín cõi khá lượng kịp ư? Đường vào Hoa Nghiêm. Đường vào Hoa Nghiêm có tiếng thì thầm, có những nụ hồng lãng mạn thần thông như chuyện thần thoại. Hoa Nghiêm là thế giới của vi trần của Hạ Lượng Tử. Vũ trụ càn khôn vô cực đều ở trong thế giới vi trần của Hoa Nghiêm. Đường vào Hoa Nghiêm là đường vào lỗ sâu vũ trụ. Nếu không có thần thông khoa học lẫn Phật lực để phóng quang, phân tán lượng tử, thì bất đáo Hoa Nghiêm. Quán Hoa Nghiêm, Lê Huy Chứ. Phóng quang pháp diệu âm, vạn dập diệu chúng sinh, trần vi sắc tướng muôn màu, quang tuyến xoay vần, vô kiếp chưa hề lỡ làng, đã vô ý sầu bi, diệu hiền phổ quán âm, quỳ hương dưới ánh Phật vàng, vô bến vô bờ. Trong tiếng âm thầm thăng trầm, vầng quang minh bao quanh mình ngài, ngàn Hoa Nghiêm tán thán chào mừng. Phật hỡi, phóng quang minh theo lời tha thiết, vô ngại bình tâm, bồ đề tâm vẫn đó. Bên nhau nâng niu thần thông, nhạt nhòa không gian, nội trôi cõi vô thường, ngã về hướng nơi nào mà ngờ. Tâm tĩnh lắng nghe vô lời kinh diệu hiển, đại thừa của chúng ta là Hoa Nghiêm pháp muôn đời, ảnh vẫn sắc vàng, chưa khép trong lòng cõi trần, thường không mãi mãi. Hoa Nghiêm vào dễ nhưng khó ra. Phân tán lượng tử biến hóa từ lớn cho tới nhỏ như những hạ nguyên tử, để đi qua lỗ sâu của vũ trụ Hoa Nghiêm đã khó rồi, mà từ bờ bên kia của Hoa Nghiêm biến hóa từ nhỏ trở lại nguyên hình, hợp tụ lượng tử mà không bị mất vài hạt lân hư trần còn khó hơn nữa. Điều này có nghĩa từ Bồ Tát đi vào thế giới vi trần của Hoa Nghiêm để trở thành Phật đã khó rồi, mà từ Phật ra khỏi Hoa Nghiêm để trở lại nguyên hình còn khó hơn nữa. Khoa học chưa giải quyết được công án này. Trở về bên ni, ta đã bỏ quên con tâm. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma hay tiêu diêu cực lạc nếu chưa đủ công lực của Phật môn để luyện môn Hoa Nghiêm càn khôn đại na di tâm pháp này. Hoa Nghiêm yêu lược. Bộ kinh Hoa Nghiêm này được Đức Thế Tôn và các đại Bồ Tát dựa vào Phật lực thần thông giảng thuyết cho vô lượng và vô hạn chúng sinh, phi không thời gian, vô thủy vô chung, gồm 9 hội ở nơi 7 chiều không gian trong vũ trụ. Khoa học hiện đại qua toán học đã khám phá ra đa vũ trụ gồm 7 chiều không gian song song. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca đang giảng Hoa Nghiêm cho chư Bồ Tát và chúng sinh trên vũ trụ và trái đất này. Đồng thời ở nơi 6 chiều không gian khác cũng có Đức Phật Tỷ Lô Giá Na cũng đang giảng Hoa Nghiêm cho chư Bồ Tát và chúng sinh ở trên những vũ trụ song song. Bởi vì Đức Thế Tôn có thể đang giảng Hoa Nghiêm ngay lúc tôi đang viết những dòng nhân văn tự này. Hai ngài đã đang giảng Hoa Nghiêm trong vị lai qua Đức Phật Di Lặc 400 năm tới. Đó chính là ý nghĩa không gian và thời gian vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm.
như tôi đã viết trong Từ Như Ngộ Tới Như Mê. Chiều không gian thứ bảy rất kỳ bí nếu chúng ta quan tâm đến sự tồn tại của những vũ trụ khác. Trong chiều không gian thứ bảy này, mọi khả năng cho những vũ trụ khác vận hành theo những luật mới của nó. Con số 10 rất đặc biệt cho cả Phật giáo và khoa học lượng tử quantum mechanics, cũng như là đơn vị đo lường trong toán học. Kinh Hoa Nghiêm lấy số 10 để tường thuộc các phẩm tánh của Pháp. Khoa học dùng 10 chiều không gian, 6D, siêu không gian và 4D để giải thích thuyết siêu tờ trời. 11 Dimension có thể diễn tả siêu trọng lực và thuyết M, tức 7D siêu không gian và 4D. Và cảnh pháp giới của lượng tử quantum mechanics là vô cực chiều không gian. Trong chiều không gian thứ 9, tất cả luật vật lý của vũ trụ và những điều kiện duyên khởi trong mỗi vũ trụ trở thành thực tại có thể quan sát được. Trong chiều không gian thứ 8, vũ trụ chia nhánh ra cho tới vô cực. Trong chiều không gian thứ 6, chúng ta có khả năng để di chuyển không còn trên đường thẳng mà với nhiều chiều hướng khả thi. Trong chiều không gian thứ 5, chúng ta trở thành người du hành vượt thời gian. Chúng ta, xẻo, ngã, có thể du hành ngược thời gian và vượt thời gian. Trong chiều không gian thứ 4, có thể chúng ta đã phát triển lục thần thông. Có thể chiều thời gian ảo thứ 4 này là do nhân tâm tạo, nhưng nó là một khám phá rất quan trọng cho nhân sinh. Nhân loại cứ ảo tưởng về dòng thời gian với quá khứ hiện tại và vị lai là thực tại. Cõi không gian chỉ chi phối chúng sinh từ chiều không gian thấp hơn, chứ không có ảnh hưởng tới những cõi cao hơn. Hai chiều không gian thứ 3 của chiều cao và thứ 2 của chiều ngang và dọc là không gian của ảnh đồ ký, ảo tưởng, bắt nguồn bởi vô minh, từ ngộ cho tới mê, từ thần tiên thành yêu quái, từ Phật thành phàm phu, vì bị lọt vào tam độc tham sân si, quên mất bản lai diện mục, đánh mất thần thông, đưa đến bất lực, tuyệt vọng và khổ đau. Chiều không gian thấp nhất mà tất cả chúng ta thường hiểu lầm là tầm thường, dễ hiểu, đó là một chiều. Cái nhất điểm tuyệt đối bất nhị này không có không gian lẫn không thời gian. Đây là chiều không không thời gian, độc đáo của con ốc sên. Con ốc sên là con vật ba chiều, sống trong thế giới ba chiều, nhưng chỉ biết có một chiều. Cũng như chúng ta đã từng sống trong 11 chiều không gian, nhưng vì một niệm đam mê nên lọt xuống ba tầng địa ngục của luân hồi khổ đau. Những phân tích trên đây đã cho thấy nhân sinh không thể thông suốt, tức vô ngại, tinh túy của Hoa Nghiêm, vì chúng ta không ở trong không gian của chiều thứ 7. Đức Phật đã dùng Phật lực phóng quang minh tạng để đưa chúng sinh trong vũ trụ, giúp chúng sinh khai Phật nhãn, kiến ngộ cõi Phật huyền vi quả nhất thiết trí. Tôi không phải là người duy nhất đã cảm thấy được những điều bất khả tư nghị này. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Surangama Sutra, Đức Phật sau khi nhập tam muội đã phóng quang minh tạng để cho Ananda thấy được những thế giới vi trần. Ananda nhờ vào Phật lực và hào quang chiếu sáng của Phật nên đã kiến được cảnh giới không thời gian vô ngại, gồm có 10 phương hướng: đông, tây, nam, bắc, đông, bắc, đông, nam, tây, bắc, trên và dưới. 10 phương trong Hoa Nghiêm chính là 10 chiều không gian trong toán học của vật lý lượng tử và thuyết khổn tiên thẳng ngày nay. Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật đã được nhân tự văn hóa, gồm có 45 phẩm kinh văn, nhưng chỉ được tiền nhân và chư tổ dịch ra được 39 phẩm, gồm 80 quyển kinh. Tam Tạng Luận Sư chiết ra Bồ Tát Long Thọ chỉ là người được Đức Phật chỉ định xuống Long Cung thỉnh Kinh Hoa Nghiêm, học thuộc lòng, thâu thanh video rồi đưa kinh lên cạn để phổ biến cho nhân sinh. Tôi nghĩ như vậy, Long Thọ không thể lặn xuống Long Cung bằng xác phàm. Chúng ta phải hiểu theo khái niệm Hoa Nghiêm là Long Thọ Bồ Tát xuống Long Cung trong thiền định bằng phương pháp định tâm Samadhi. Ngài dùng lục thần thông hóa thành tam muội trần hỏa, biến thành một luồng hào quang bay xuống Long Cung, học thuộc lòng kinh bằng cách quay phim cóp dê, vì ngài không biết bơi, cũng không có trí nhớ dẻo dai như máy chụp hình. Thử hỏi có ai không biết bơi mà lặn xuống biển, đọc cả mấy chục cuốn sách dày cộm, học thuộc lòng trong lúc nín thở, được bao lâu ở dưới nước? Dĩ nhiên,
Đức Thế Tôn cũng không dùng âm thanh smartphone để biểu Long Thọ xuống Long Cung, mà Đức Phật chỉ phóng quang với tốc độ nhanh hơn ánh sáng từ ngón chân nơi chân lông. Thế là Long Thọ nhận được tức thì và hiểu được ngay ý Phật mà đi xuống Long Cung. Gần 7 thế kỷ về trước, Bồ Tát Long Thọ đã miêu tả trong kinh Mula Madhyamaka Karika, cũng trùng hợp như trong kinh Hoa Nghiêm, về phóng quang hóa thân sắc tướng. Trước khi nhà toán học Fourier khám phá ra phương trình Fourier transform về đường đi của sóng ánh sáng, các học giả Tây phương phân vân không biết Long Thọ đã khám phá hiện tượng hóa thân sắc về đường đi của ánh sáng khoảng 6-7 thế kỷ về trước, trước khi nhà toán học Pháp Fourier khám phá ra công thức Fourier transform. Như tôi đã nói, tất cả triệu nhân tự trong kinh Hoa Nghiêm chỉ gói trọn trong một chữ quang. Tại sao Đức Tỳ Lô Giá Na Phật khi phóng quang từ giữa hai chân mày, khi thì từ kẽ răng, khi từ ngón tay và lúc thì ngón chân? Mỗi chiêu thức, tức phép tắc phóng quang, tùy theo cơ duyên mà ứng biến. Cứ như người có võ công trong lúc tranh đấu, khi thì dùng quyền, trưởng, chỉ, chảo, kiếm khí như lục mạch thần kiếm phát ra từ những ngón tay, khi thì dùng cước để đá, dùng ngón chân để điểm, thậm chí có khi phải dùng cả răng để cắn trong lúc thập tử nhất sinh. Võ công của Đức Phật cũng như giữa. Kinh Hoa Nghiêm là kinh của quả trước nhân, quả ở trong nhân, nhân quả đảo lộn, kinh của kỹ thuật đảo ngược. Đức Thế Tôn phóng cái quả từ trán giữa hai chặng lông mày, bởi từ cánh nhân ở đầu ngón chân. Các kỹ sư và các chư vị bác sĩ giải phẫu tim hiểu rõ nguyên tắc này hơn bất cứ mọi người. Trong quantum entanglement, hai hạt rối lượng tử không cần nguyên nhân liên lạc để trước kết quả ảnh hưởng với nhau. Hay Phật giáo hóa, hai hạt lân hư trần, hạt lượng tử cách nhau trong vô lượng không gian tỷ tỷ năm ánh sáng trong đa vũ trụ với nhiều chiều không gian, đã sẵn sàng tương ứng và tương cầu trước khi một trong hai hạt lân hư trần đó cố tình liên lạc. Thấy kết quả xảy ra trước khi cái nhân chưa tạo, đây cũng là một trong những thần thông bất khả tư nghị của chư Phật và của chư Bồ Tát, biết trước tâm ý của chúng sinh trước khi chúng sinh nghĩ tới nó. Bồ Tát thấy nhân để tránh trước, chúng sinh thấy quả mới hối muộn. Theo Đại sư Chí Khải 538-597, Đức Phật dùng trí huệ bát nhã phóng âm dương hào quang, tỏa chiếu sáng ngời từ cao đến thấp, đến các Bồ Tát trước, rồi đến hàng nhị thừa, sau mới tới hết thảy chúng sinh. Theo tôi thấy như vậy, Đức Thế Tôn không có thiên vị như thế, hơn nữa Ngài không có phóng cái gì cả. Tác giả Long Thọ phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm từ tiếng Rồng ra tiếng Phạn, Ngài đã dùng động từ phóng quang trong tất cả mọi trường hợp, không hoàn toàn chính xác. Thay vì tỏa hào quang ra phóng quang, áp dụng lẫn lộn trong vài trường hợp không đúng lúc lẫn không đúng thì, hay là dòng ngân sai âm điệu nên Ngài nghe lạc cung đàn. Trong Đại Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ cũng nói rất chi tiết về việc Đức Phật phóng quang, quyển 7 phóng hào quang, quyển 8, cùng những thắc mắc và trả lời rất là tự tin như thị. Hơn nữa, lối giải thích và trả lời của tiền nhân về kinh điển mấy ngàn năm trước và ngay cả hiện tại có vẻ hơi cương, thiếu logic. Một câu trả lời đưa đến nhiều hoài nghi. Thay vì hữu lý, thỏa mãn thính giả, nó lại tự tạo ra thêm nhiều câu hỏi kế tiếp. Cho nên những lối giải thích cổ điển y kinh giảng nghĩa nguyên thủy kém sáng tạo và thiếu cải cách cho hợp thời này, rất khó mà thuyết phục được giới trẻ có trí tuệ cao hiện nay, nhất là ở hải ngoại. Theo tôi, diễn tả đúng như thị chi kiến là toàn thân Ngài tỏa ra hào quang tới tận cùng vũ trụ. Tất cả đều được chiếu kiến và thấm nhuần quang lực của Phật cùng một lúc. Không có chuyện phóng quang trên dưới, phải trái, qua cái thấy thiện cận của nhục nhãn, rồi lại mô tả sai lạc bởi cái tâm phân biệt giai cấp của nhân sinh. Chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời chiếu trên đầu, từ khẽ răng hay chân mặt trời, dù rằng chúng ta vẫn lầm tưởng rằng mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, như thị chỉ kiến. Cho nên thấy vậy chứ không phải là như vậy. Quả đúng như vậy, Đức Tỳ Lô Giá Na
đã chưa từng phóng quang trong mấy ngàn năm về trước, mà ngài vừa đã phóng quang tức thì trong lúc này. Ngài hướng quang minh tạng nhắm trở lại tương lai trong quá khứ, để báo cho Long Thọ biết là nhân duyên đã điểm. Ngay tức thì, Long Thọ phóng hoa nghiêm lên Indra, Jewel Internet, để cho đa số chúng ta rị mọ, đọc mệt nghỉ mà không hiểu kinh nói gì. Thật ra không hiểu thì cũng tốt mà thôi, hiểu rồi thì sẽ không còn là mình nữa. Tốt nhất là sau khi ra vào vô ngã, vô hoang nghiêm vô ngại, thì nên quên đi để nhớ mình không là mình. Khoa học gia đã mô tả cái lưới nhện đế châu vũ trụ chặt chẽ xuyên thấu và đan quyện lẫn nhau trong vô ngại. Khi được tác động, nó sẽ phản chiếu muôn vàn ánh sáng từ vô lượng ngọc mani. Đồng thời trong những tảng quang minh đó phát ra những âm thanh dập dìu và trầm bổng, nghe như tiếng hòa âm vô lượng bản nhạc đại hòa tấu của vũ trụ. Cho nên lưới đế châu với vô lượng mani phản chiếu quang minh tạng, phóng quang trên đầu và dưới chân của vô lượng ngọc mani với muôn vàn màu sắc và âm nhạc được miêu tả trong Hoa Nghiêm, có gì là không tưởng. Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới của đa chiều không gian, không cuộn thời gian. Thế giới của không thời gian, không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Hoa Nghiêm mà nhân sinh tưởng là trong quá khứ lại đang hiện hữu bây giờ, tưởng là bây giờ nhưng sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên thời gian chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, mà tương lai hiện tại và quá khứ chỉ là một chuỗi đơn vị đo lường của chiều thứ tư của ảo tưởng của nhân loại. Hơn nữa văn chương trong kinh Hoa Nghiêm ở Long Cung được phiên dịch từ những tiếng rồng ngân cho chư Bồ Tát rồng thấm nhuần thành Phật, được ngài Long Thọ chuyển ngữ từ âm ra tích bởi Google Translation, không phải là lối hành văn với phong thái bác học và văn chương triết lý rất là logic người như của Professor Ấn Độ Bồ Tát Long Thọ. Bến Hoa Nghiêm, bến mơ Lê Huy Chữ. Đưa nhau lại bến mơ, tâm mù mờ sương khói, bồng bềnh bến bờ trôi, chập chờn khi luyến ái. Đưa nhau bờ bến mơ, lòng hững hở mây gió, trăng rơi trầm đáy nước, gợn chút tình bơ vơ. Đưa nhau về bến mơ, điệu buồn bay trong gió, lưng trời nhạn ngẩn ngơ, thẫn thờ đầu bến mộng. Đưa nhau qua bến mơ lênh đênh mây sóng nước, tâm hồn phiêu bạt đâu bến mơ thơ thần mộng. Đưa nhau đến bến mơ, giấc mơ hồng phai nhạt, tình ơi ai tô điểm tràn lai láng tình mơ. Đưa nhau thăm bến mơ, chưa tới luyến mơ màng, đến rồi không gì khác bờ tình như bến mơ. Quán tự tại chiếu kiến lượng tự giải không. Tôi là chúng sinh, tôi là một cá nhân, xeo, ngã trong chúng sinh, cấu tạo bởi nhân duyên từ không ra có, từ vô sắc tướng thành sắc tướng, từ những tỷ tỷ lân hư trần keo sơn gắn bó bởi bổn nguyên chân khí, sở trụ bởi trọng lực. Tôi là chân không với hàng hà sa số lân hư trần nhỏ nhất của vật chất trong vũ trụ mà khoa học chưa tìm ra. Tôi cũng là một hạt vi trần như tỷ tỷ vi trần không đáng kể trong vũ trụ. Trong từng sát na, tôi quán tự tại 20 tỷ tế bào chung quanh tôi nhảy múa, quay cuồng như những vệ tinh bao trùm bởi chân khí vũ trụ. Từng giây từng phút, trong vòng sinh trụ hoại diệt, không lối giải thoát. Đúng nhiên tất cả quay ngược vòng. Trước hết chân khí bao bọc nhục thân, rồi đến trọng trường, dùng để kéo những vi mô của nhục thể tôi bị hút vào chân không, có thể tích nhỏ bằng lân hư trần. Rồi thì đến những phân tử trong tôi cũng bị thu nhỏ lại, rồi bị hút vào điểm càn khôn đó. Chung quanh tôi trái đất này, thái dương hệ, những hành tinh, những dải ngân hà, thiên hà lẫn vũ trụ đều bị nuốt chửng bởi hư không. Lỗ không này mãnh liệt tự hút nhanh lấy chính nó, thu nén cực nhỏ lại với tốc độ của ánh sáng cho đến khi nó trở thành cực vi. Cái chu kỳ này xảy ra bao lâu? 14,7 tỷ năm. Từ đây, vũ trụ co lại trong hạt lân hư trần đó nhanh chóng bùng giãn với vận tốc ánh sáng vì bị dồn nén bởi một năng lực vô cực, trở thành lực phản hồi tương đương bùng nở ra
với hàng tỷ tỷ vi mô trong đó có những nguyên tử chúng sinh mà tôi tưởng rằng là của nhục thân tôi. Vũ trụ bỗng nhiên giãn ra cho tới gần tận cùng vô biên giới của vũ trụ, rồi thì ngưng động, tất cả bất động, thời gian cũng ngừng trôi. Trong khoảnh khắc tịnh tĩnh tỉnh sát na này, và trước khi chúng sinh sắc tướng do tâm tạo ra, thoạt bỗng nhiên kỳ tâm xuất hiện. Cái chu kỳ này xảy ra bao lâu? 14,7 tỷ năm. Rồi thì những lượng tử tạo ra những sóng rung động hấp dẫn, và đồng thời tùy theo nhân duyên, nghiệp quả mà tụ hợp rồi tan rã, tiếp tục liên tu bất tận cho đến những kết quả cuối cùng sinh ra đầy tạm bợ vô thường, từ hàng tỷ tỷ sát xuất. Từ đó, sắc tướng tự tái sinh từ chân không, bắt đầu từ những vi mô hợp lại với nhau, tạo thành vĩ mô như ngân hà, thiên hà, tinh tú, thái dương hệ, trái đất, chúng sinh, kể cả cấu tạo ra tôi. Rồi như thế bỗng nhiên tôi lớn dần lên, và cái ngã đầy tham sân si này trở thành độc tôn trên đời lẫn dưới đất. Tôi là vũ trụ của vô lượng nguyên tử bất khả tư nghị, và là một nguyên tử trong vũ trụ. Tôi là từng vũ trụ trong những lỗ chân lông của mỗi tế bào trên cơ thể này. Tôi là đại ngã trong tiểu ngã, và là tiểu ngã trong đại ngã. Tất cả là một, một là tất cả. Tất cả tế bào trong cơ thể tôi sẽ bị hủy diệt và thay thế. Tôi tưởng sẽ vẫn là tôi, và nguyên tử sẽ đơn giản thi hành nhiệm vụ khác, dù ở trong hay ngoài cơ thể tôi. Những nguyên tử tạm thời trong tôi và có thể bị thay thế, mà tôi không thể nhận biết được bởi một tế bào cùng loại. Tôi cảm thấy những phân tử này quay cuồng tái hóa kiếp thân tôi trong điệu luân vũ đẹp tuyệt vời. Ôi, những phân tử với sắc tướng lẫn vô sắc tướng tuyệt diệu, quay chung quanh như những vệ tinh bởi sức hút của vũ trụ, khi thì hữu sắc, khi thì không sắc, thật dị kỳ. Tôi vừa mới tái sinh qua cái sắc tướng tinh khôi xinh đẹp nhất thế gian, lẫn vô sắc tướng không bản lai diện mục, nhưng ôm phiền muộn Như Lai vì u mê bỏ quên mất bản lai vô nhất vật, vô sanh vô diệt của tâm lòng Bồ Đề. Tôi là ai? Ai là tôi đã chót lỡ u mê đi lạc trong cõi tà bà này, làm chúng sinh cùng nhau trong chơi đồng điệu ca múa khúc vô thường, quay cuồng với cái ngã ích kỷ đầy tham sân si trong cõi tà bà, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ lý vô thường, đứng giữa hư không ngóng mộng niết bàn. Mỗi nhân nguyên chủng tử, mỗi chúng sinh của 1028 atom với linh tánh sở trụ trong nhục thân tôi có những quả lịch sử rất đặc thù của duyên nghiệp từ vô lượng trụ kiếp trước cả khi con người hiện diện trên địa cầu. Từ những tổng hợp nhân duyên và nghiệp quả của đa chúng sinh đó tạo thành tôi. Từng vũ trụ ở trong mỗi hạt nguyên tử trong cơ thể tôi, trong từng mỗi tế bào sau 14,7 tỷ năm, và trong những tỷ năm của nó do nhân duyên kết hợp thành tôi. Dù là lúc đó con người chưa hiện hữu trên trái đất trong cõi tà bà, nhưng cái ta, cái ngã đó đã có trước từ chừng hơn 10 tỷ năm, được gọi là tôi ở đây. Vũ trụ trong mỗi tế bào của tôi, và chắc chắn là tôi ở trong vũ trụ, trong luân hồi sinh trụ hoại diệt của vũ trụ, trước khi cả con người lẫn chúng sinh nhẹ gót đảo dạo trên trần thế. Hay nói cách khác, những vật chất tạo ra tôi với cả một trời ký ức còn già vô lượng hơn cả thái dương hệ lẫn những thiên hà và tinh tú trong vũ trụ. Trong lúc vừa đi vừa vào định lẫn vừa hành động, tôi thâm nhập sâu vào đại định của tâm xà. Lúc đó không gian cuộn thời gian không còn quá khứ hiện tại lẫn vị lai. Đột nhiên tôi quán thông và nhận thấy dòng thời gian ngừng trôi. Vũ trụ dường như ngừng thở, những duyên nghiệp chung quanh tôi tức khắc ngừng động, và vạn nhân quả không còn cuộn tròn rối rắm trong tâm thức an tịnh của tôi. Tất cả đều tuyệt đối ngừng động, chỉ còn lại tĩnh tịnh tỉnh an lạc tuyệt đối của kỳ tâm. Dòng thời gian. Thiên sư Đạo Nguyên nói, phần lớn đều nói rằng thời gian trôi qua. Thực tế thì nó đứng một chỗ. Hình dung về một sự trôi chảy, người ta có thể gọi nó là thời gian. Nhưng đó là một hình dung sai lầm, vì ta chỉ tưởng thấy thời gian trôi chảy, ta không thể nhận thấy rằng nó đang đứng tại chỗ. Ngay tức khắc sau khi không gian sinh trưởng,
rồi thì thể tích của nó bành trướng kéo theo sự hiện hữu của dòng thời gian. Tuy nhiên đa số chúng ta không nhận thấy được dòng thời gian trôi chảy, nhưng đều cảm biết thời gian lâu mau tùy tâm lý. Sớm muộn gì nó cũng trôi qua kéo theo những duyên nghiệp biến đổi chung quanh ta, mà dư âm của những vòng nhân quả đó cũng chỉ là những ký ức bồng bềnh trong dòng tâm thức. Về nhà. Thất thập dư niên thế giới chung, không không sắc sắc diệt dung thông, kim chiêu nguyện mãn hoàn gia lý, hà tất bồn màn vấn tổ tông. Thiền sư Liễu Quán. Hơn 70 năm ở cõi này, không không sắc sắc thầy dung thông, hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Bản dịch hòa thượng Thích Thanh Tử. Trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiểu có câu: giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Tôi xin phụ họa: giấc khỏe an kiến bất đắc, tỉnh cơn mộng dậy thấy mình kiến không. Lê Huy Chữ. Thân như bóng chớp diều tả, cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời. Giá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Mãn Giác Thiền Sư. Nói cho cùng thì rồi tôi cũng phải xa tôi, đời tài hoa cũng xa xôi ven trời. Bùi Giáng. Vậy thì những chu kỳ quán vũ trụ giãn nở từ không ra có, từ có đến không, tạo thành bởi từ vi mô tới vĩ mô ở trên của Hoa Nghiêm, xảy ra trong bao lâu? Một giấc mơ hay một đời người? 3 × 14.7 năm, tức là bằng 44.1 tỷ năm. Quý vị không tin thì cứ thử xem và kiên nhẫn chờ tới 44,1 tỷ năm để xem những gì chúng ta thực hành và chiêu kiến hàng đêm đó có đại công cáo thành đúng như là tâm tượng Hoa Nghiêm hay không. Tam Châu Nhân Quả. Những tên họ, hồng danh của chư Phật và chư Bồ Tát, ngoài chư Đức Phật lịch sử và các chư Bồ Tát lịch sử tường thuật trong kinh điển Đại Thừa, chỉ là nhân cách hóa. Và chư Phật và chư Bồ Tát cũng đã được hình tượng hóa qua thiền định, cảm thông với chư Phật, chư Bồ Tát trong lúc kiến thánh và lúc giác ngộ, và đạt giác ngộ của chư Cao Tăng Ấn Độ và các sư tổ Trung Hoa. Trong Đại Kinh Sakaka, Mahasakaka Sutta, Đức Thế Tôn đã thuật lại rất tổng quát bằng cách nào mà Ngài đạt được tứ thiền, chứng được tam minh, có lục thần thông, thấy được vô lượng kiếp của mình và của chúng sinh. Nhưng trong khi quán tự kinh, tôi vẫn linh cảm hình như những lời kinh xưa còn thiếu rất nhiều chi tiết then chốt tối quan trọng mà tôi không tìm thấy Đức Thế Tôn đề cập tới trong kinh, và tôi cũng không thấy có một đại đệ tử nào dám mạo muội hỏi Ngài về những chi tiết rất riêng tư này. Khả năng thần thông của Đức Phật vô biên bất khả tư nghị, thăng thiên độn thổ tàng hình biến hóa thiên hình vạn ảnh, đi xuyên qua vật chất, đi trên mặt nước, đi vào thế giới vi trần như Hoa Nghiêm. Và với Phật lực, Ngài nương theo quang minh tam muội, xuyên qua lỗ sâu, đi tới những dải ngân hà và những hành tinh tận cùng của vũ trụ muôn triều để ban Phật pháp vô thượng. Đây là những điều bất khả lậu cho những kẻ độn căn. Chỉ có những bậc Bồ Tát mới có khả năng hấp thụ được những phép thần thông bất khả thuyết, bất khả tư nghị này. Có thể không ai dám hỏi Đức Thế Tôn cặn kẽ về những chi tiết kể trên, cho nên Đức Phật không giải thích. Hay là Ngài đã tiên kiến và đã có chủ trương bất khả truyền cho đại chúng vô duyên phận? Tôi tin là Ngài không giống nghề, vì trong kinh điển Ngài đã tuyên bố như vậy. Đức Thế Tôn chỉ thuyết pháp cho những kẻ hữu duyên, hơn nữa vì chúng sinh căn trí bất đồng, cho nên tùy căn cơ cao thấp của kẻ cầu pháp mà Ngài giảng dạy. Có lúc Ngài im lặng không giảng, tuy nhiên gặp được Phật là một đại quỳ duyên cho chúng sinh. Bây giờ đang chỉ kinh Hoa Nghiêm, tôi mới khám phá ra là những công án này đã được giải mã ở những cuốn kinh của Đại Thừa, được giấu dưới lòng cùng, giảng thuyết về cấu tạo của vũ trụ, về thế giới vi mô của lượng tử, ánh sáng âm thanh, vô lượng kiếp của chư Phật, lai lịch của chư Bồ Tát và vô lượng chúng sinh khác trong vũ trụ vô tận.